để hàng lộ rõ tính cách thật sự sau livestream đầu tiên, bất ngờ với giọng nói thật của bạn gái hiếu thứ hai. Mỗi clip là một giọng khác nhau hóa ra đây là giọng nói mà hái thứ hiêu được nghe mỗi ngày. Thích cái con này. Con cũng Thích con Tăng Mỹ hàng biệt danh Babibo là bạn gái của hiếu thứ hai và tất nhiên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, nhất cử nhất động của cô nàng đều được chú ý. Và mới đây trong lần đầu tiên livestream bán hàng những động thái nhỏ nhất của mỹ hằng cũng được soi kỹ. trong lần đầu tiên livestream bán hàng mỹ hằng lộ giọng nói thật và nhan sắc chưa qua các áp chỉnh sửa bên dưới đoạn video nhiều dân mạng nhận xét giọng của mỹ hằng dễ thương và khen hóa ra đây là giọng nói mà hiếu thứ hai được nghe mỗi ngày nhan sắc mang vai tiểu thư và học thức của mỹ hằng cũng được khen ngợi rất nhiều tuy nhiên nhiều netizen cũng săm soi ở giọng nói lẫn tính cách của mỹ hằng dân mạng nhận xét giọng của cô nàng trên livestream khác với cách nói chuyện trên video khi nhiều đoạn bị nói gắt và hơi dẹo trong một số cảnh cô nàng cũng bị chê là điệu và tiểu thư. Đứng trước những bình luận tiêu cực này, nhiều dân mạng đã lên tiếng bên vực cho Mỹ Hằng. Nhiều ý kiến cho rằng giọng trên livestream khác với video là do nhiều yếu tố khác nhau. Trên video thì Mỹ Hằng nói chuyện thoải mái với bạn bè, còn khi lên livestream, phải tương tác và trò chuyện liên tục trong nhiều giờ nên sẽ rất mệt, không tránh khỏi những lúc giọng Mỹ Hằng sẽ khác và phải gắt lên. Còn về vai tiểu thư thì vốn dĩ Mỹ Hằng vẫn vậy mà. Bấy lâu nay, cô gây ấn tượng vào phong cách tiểu thư và rất nữ tính của mình. Những gì Mỹ Hằng thể hiện trên livestream cũng giống y hệt những gì cô nàng công khai với mọi người thôi. Một số ý kiến nổi bật khi bên vực cho Mỹ Hằng mình lên mạng coi nhiều người tô xích giọng nói của con bé. Đúng là hết thứ chê nên mới vậy mà. Người ta livestream nói nhiều nên giọng bị khàn và nặng hơn đó. Tự nhiên chê con bé giải giọng lúc này lúc kia, nghe mà sợ cộng đồng mạng quá. Mình thấy Mỹ Hàng giọng cưng xỉu mà, không hiểu sao tự nhiên bị tô xích luôn. Điệu với tiểu thư thì bạn này bé lâu nay luôn vậy, còn được khen dễ thương và sống đúng tuổi nữ. Phong cách người ta xưa nay vẫn thế rồi mình thấy giọng bình thường lắm luôn, không phải cố tình dẹo mà là đùa vui với bạn bè thôi mà. Được biết Mỹ Hằng là một nàng hot girl có tiếng trên mạng xã hội, khi sở hữu hơn 800.000 lượt theo dõi trên Instagram, hơn 1,1 triệu follow trên TikTok. Bên cạnh việc học, cô nàng cũng có nhiều nguồn thu nhập như là mẫu ảnh, bia cho các shop thời trang. Cô nàng được coi rất xứng đôi với bạn trai nổi tiếng hiếu thứ hai ở cả nhan sắc lẫn học vấn gia đình. Mỹ Hằng là một tiểu thư chính hiệu khi sinh ra trong một gia đình giàu có, được học trường có học phí hơn nửa tỷ mỗi năm hiếu thứ hai từng chia sẻ anh và bạn gái không phải kiểu tình yêu sát đánh mà cũng mất một thời gian tìm hiểu mặc dù không công khai song ai cũng biết họ đang quen nhau bởi hiếu thứ hai có bài hát có tên của bạn gái bên trong và cả hai thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội là bạn gái của người nổi tiếng nên mỹ hằng bị xăm soi khá nhiều điển hình như thời gian gần đây cô bị lộ ảnh riêng tư về các thành viên trong gia đình hay trong một tin nhắn với người hâm mộ cô nàng bị chê trách khi sử dụng tin câu và sai chính tả khá nhiều mỹ hằng sở hữu nhan sắc xinh đẹp chuẩn con nhà giàu và được đánh giá là rất xứng đôi với bạn trai nổi tiếng. Tuy nhiên, tính cách của cô nàng cũng trở thành chủ đề bàn tán sâu nổi. Nhiều người cho rằng Mỹ Hàn có phần điệu đà và tiểu thư. Cô nàng sinh ra trong một gia đình giàu có và được giáo dục trong môi trường tốt.